Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ lý do không đeo nhẫn cưới suốt 3 năm kết hôn khiến Phùng Thiệu Phong sững sờ. Những thông tin liên quan đến cuộc hôn nhân của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cho đến hiện tại vẫn được dư luận quan tâm. Cuộc hôn nhân kéo dài chưa đầy 3 năm của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong khiến nhiều người vô cùng tò mò vì loạt chi tiết lạ. Ngoài việc không tổ chức hôn lễ, rất nhiều fan nhận ra hai vợ chồng đều không đeo nhẫn cưới. Thậm chí trong một lần tham gia show truyền hình, tài tử họ Phùng lắc đầu ái ngại và chia sẻ, anh cũng không hiểu vì sao vợ không hề đưa nhẫn cưới cho mình đeo. Trang QQ mới đây đã có bài viết gây xôn xao dư luận khi chia sẻ một cuộc phỏng vấn cùng Triệu Lệ Dĩnh. Khi được hỏi về vấn đề nhẫn cưới gây tranh cãi, nữ diễn viên Lý dạy bằng một câu ngắn gọn, đã là vợ chồng yêu thương nhau chân thành thì sẽ không để ý tới tiểu tiết trong cuộc sống. Ngay lập tức câu trả lời này đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Sau khi nghe tiết lộ của nàng Sam Sam, Phùng Thiệu Phong vô cùng sững sờ. Chính quan điểm này của mỹ nhân họ Triệu và cuộc sống gần nhau thì ít, xa nhau thì nhiều của hai vợ chồng đã dẫn tới kết cục ly hôn. Dù rằng được công chúng đẩy thuyền và ủng hộ nối lại duyên xưa, song cả hai vẫn nhất quyết cho nhau lối đi riêng. Trên mạng xã hội, netizen bình luận rằng Phùng Thiệu Phong không chỉ thiếu một chiếc nhẫn cưới trên tay mà còn cả ý nghĩa cuộc sống. Nam diễn viên Minh Lan Truyện chưa có được cuộc sống hôn nhân thực sự trọn vẹn. Những chi tiết như đám cưới, nhẫn cưới đều thiếu hụt. Đây chính là một trong những lý do khiến cả hai người quyết định dừng lại, không cùng nhau bước tiếp trên hành trình cuộc đời. Hậu ly hôn về phương diện sự nghiệp, Triệu Lệ Dĩnh đương nhiên có phần khởi sắc hơn Phùng Thiệu Phong khi có không ít tác phẩm thắng lớn về danh tiếng lẫn thành tích. Tuy nhiên thực chất Phùng Thiệu Phong lại là người có quan hệ rộng và nhiều tài nguyên, cơ hội hơn. Phùng Thiệu Phong có một chân chắc chắn trong kinh khuyên từ lâu, có không ít miếng bánh của Triệu Lệ Dĩnh là từ chồng mang đến cho. Hãy nhìn lại xem người đã và đang bên cạnh, dìu dắt và hỗ trợ Triệu Lệ Dĩnh là ai, đó không ai khác ngoài đại hoa đàn Lý Băng Băng. Hai chị em nhà họ Lý, tức Lý Băng Băng và Lý Tuyết, rất thân thiết với Phùng Thiệu Phong, từ bạn học, bạn tâm giao đến ngay cả đối tác đầu tư nhiều lĩnh vực. Nhờ đó Triệu Lệ Dĩnh mới có cơ hội làm quen, trở nên thân thiết với đàn chị và cùng nhau hoạt động dưới trướng Hoa Tụng. Hiện tại, hướng đi của Triệu Lệ Dĩnh đang hướng mạnh về mảng chính kịch, không còn là truyền hình cổ trang như xưa. Chính vì vậy, nàng tiểu hoa còn cần những mối quan hệ dây mơ rễ má trong kinh khuyên hơn bất cứ lúc nào. Thái độ đối với Phùng Thiệu Phong của Triệu Lệ Dĩnh cũng từ đó trở nên dịu hơn. Ngược lại, cô nàng được cho là đã nhận vài dự án có tầm từ chồng cũ mắc nối. Có thể thấy con đường chinh phục mạng chính kịch của Triệu Lệ Dĩnh dễ dàng hay khó khăn, một phần cũng đến từ thái độ của cô với chồng cũ. Có thể nói sau đổ vợ, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Cô tham gia khá nhiều sự kiện, bận rộn với các show truyền hình, chụp hình cho tạp chí. Triệu Lệ Dĩnh ngày càng được nhiều nhãn hàng săn đón, nhan sắc cũng thăng hạng hơn trước. Biểu cảm và thần thái của Triệu Lệ Dĩnh luôn khiến người đối diện hài lòng bởi sự tươi tắn, vui vẻ, đầy sức sống. Trái lại chồng cũ của cô Phùng Thiệu Phong lại lộ dáng vẻ mệt mỏi, căng thẳng và xuống sắc. Thậm chí dưới sân tin bắt gặp, nam diễn viên họ Phùng ngồi trầm ngâm một mình trong xe hơi, hút thuốc lúc nửa đêm. So với giai đoạn trước, anh trông có vẻ xuống cân, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, trầm tư, biểu cảm buồn bã của Phùng Thiệu Phong trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên bị ảnh hưởng bởi hôn nhân tan vỡ với vợ cũ. Sau khi đường ai nấy đi với Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong né tránh ống kính của giới săn tin, anh tập trung cho bộ phim mới và từ chối mọi lời phỏng vấn. Trước những tin đồn về nguyên nhân khiến hôn nhân tan vỡ, với sự can thiệp quá mức của mẹ ruột Phùng Thiệu Phong, nam diễn viên ngoại tình khiến vợ thất vọng, anh chỉ chọn giải pháp im lặng. Được biết, sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong đang tạm thời giành quyền nuôi con, Triệu Lệ Dĩnh cũng đã rời khỏi tổ ấm của hai vợ chồng ở Thượng Hải để chuyển tới Bắc Kinh sống một mình. Thỉnh thoảng nữ diễn viên về thăm con trai tại Thượng Hải và từ chối bình luận khi được hỏi về chồng cũ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.